Hello, xin chào tất cả mọi người, và em là Long đến từ showroom Tokyo Tu, có địa chỉ tại số 18 Hoàng Quán Chi, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Tùy theo nguyện vọng của rất nhiều anh em, hôm vừa rồi thì em có lên một vài clip xe gầm cao ấy, thì có nhiều anh em bảo là đợt này anh thấy nhà mình đang có hơi nhiều CX5, hơi nhiều Tucson. Mà cái dòng này thì lại rất nhiều anh em đang thích, thì hôm nay đây em có săn về được một em xe nhá. Thì cạnh Long đây đang ở một mẫu xe khá quen thuộc, một mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc tại Thái Lan. Đó là chiếc Toyota Corolla Cross bản máy 1.8G nhé, sản xuất là 2021, lăn bánh được có hơn 20.000 cây thôi. Thì như ở trong cái phân khúc và cái dòng xe này ấy, thì như mọi người thấy là ở hiện tại bây giờ trên thị trường, Cross đang có tổng cộng là 3 phiên bản chính, đó là bản G này, bản V này và bản HV, hay gọi là bản Hybrid mọi người. Nhưng mà theo năm đánh giá ấy, là em thấy rằng là nhiều anh em vẫn thích cái phiên bản thuần xăng hơn, và bản G này tuy là bản tiêu chuẩn thôi nhưng mà được nhiều anh em ưu ái hơn cả. Bởi vì là gì? Thứ nhất là về cái tầm giá của xe rất mềm, rất mềm mọi người nhá, và option của xe, mọi thứ xung quanh xe, thiết kế của xe đang rất là hài hòa. Và quan trọng bây giờ tầm tài chính của xe đang trong khuôn tài chính chỉ có khoảng tầm 700 thôi, anh em phải cân đối qua rồi. Thì chúng ta cùng nhau đi vào quanh xe với em Long để trải nghiệm với một chiếc xe bản G như thế này, nó có cái gì mà nhiều anh em lại thích đến vậy. Đấy, nó không phải là phiên bản đủ nhất đâu, nhưng mà với bản G này em thấy rằng là option của xe nằm ở mức gọi là đầy đủ mọi người nhé. Như là chúng ta sẽ có đèn pha bi LED này, thiết kế vuốt dài sang hai bên, và đặc trưng là cụm đèn được làm rất to bản. Chúng ta vẫn có cảm biến trước sau. Đó, phần mặt ca lăng được làm to bản với phần chi tiết 3D nổi khối này. Nói chung là chiếc xe này nó một chiếc xe của Toyota, chiếc xe của Nhật, sẽ không đề cao option nhiều đâu, nhưng mà về phần tổng thành xe như thế này đã rất ok rồi. Và mọi người nhìn cho em về phần tổng thành sơn si của xe đi. Em này thì được trang bị là màu sơn màu trắng, trắng camay, trắng ngọc trai của Camry mọi người nhá. Nên là màu sơn rất đẹp và nhã nhặn luôn. Đó. Rồi, thứ hai ở phía dưới này của em là chúng ta sẽ được trang bị phần lốp xe vẫn zin đeo xe, date 2021 từ đầu luôn này. Trang bị lốp Bridgestone này. Đấy, la răng là la răng tận, như em này em thấy là la răng tận 17 inch. Với bản G chúng ta sẽ được trang bị là la răng được sơn thôi mọi người nhé. La răng 17 inch được sơn màu bạc này. Lốp lát theo xe còn rất dày. Nói chung em này thì vẫn zin toàn bộ từ trong ra ngoài luôn. Và anh em yên tâm là chúng ta mua xe về chúng ta sẵn đi thôi nhá. Đấy, trang bị thêm là phần gương kính có gập chỉnh điện, có xi nhan báo rẽ rồi. Và phần hông bên này đây. Đấy, nói chung là phần hông thì em đánh giá rất cao. Dòng Toyota này đã được làm trẻ hóa hơn so với ngày xưa rồi. Anh em để ý em là ngày xưa những dòng xe Toyota như Vios này, như Camry này, như Altis này được làm nó hơi cục mịch một xíu, hơi gọi là có phần hơi có tuổi một xíu đấy đúng không? Nhưng mà với chiếc xe mới, và đặc biệt là những chiếc xe như chiếc Cross mới bây giờ đây đã thay đổi hoàn toàn về phong cách rồi. Bây giờ anh em nhìn thấy Toyota làm rất nét, rất căng, rất đẹp luôn. Như đằng sau chúng ta sẽ được trang bị là có cảm biến lùi nhé, có cam lùi đầy đủ, và cốp của xe chắc chắn rồi. Bản này chúng ta vẫn là cốp cơ thôi, nhưng mà cốp rất nhẹ, đẩy lên nhẹ nhàng, cốp lòng rất sâu này. Như em đánh giá chiếc xe này nó sẽ phù hợp với những gia đình anh em nào mà chúng ta cần một mẫu xe trong khuôn tài chính vừa phải, và đặc biệt là xe gầm cao 5 chỗ và nhập khẩu như này nữa, anh em có thể cân đối qua nhé. Và mọi người nhìn cho em tất cả phần chi tiết như ốc này, keo chỉ này, bản lề chắc chắn rồi, đời cao như này, và đặc biệt là đơn vị em lòng làm sẽ cam kết rõ ràng văn bản cho anh em luôn. Nên là anh em mua xe nhé, chúng ta yên tâm là chúng ta có thể mang đi kiểm tra lại bất kỳ đâu cũng được. Nói chung là em Long không phải bàn nữa, anh chị chúng ta mang xe đi kiểm tra thoải mái nhé. Đó, và cái thứ hai mọi người nhìn qua cho em phần chi tiết ở phần nhiên liệu của xe này. Xe này của chúng ta dùng động cơ 1.8, và đặc biệt là dòng Toyota rất tiết kiệm. Nói chung là em cứ tính vo cho anh em kết hợp là khoảng tầm 8 lít trên 100 cây cho chiếc này rất là ngon rồi. Đó, và mọi người chúng ta cùng nhau vào trong khoang nội thất của xe nhé. Có lẽ là điểm đặc trưng của dòng Toyota là thiết kế đơn giản, nó vẫn ăn nhập từ trước đến giờ. Nhưng mà với phần thiết kế mới này thì mọi người nhìn qua cho em được làm tuyền màu đen cả, nên là rất là sạch sẽ và sang trọng mọi người nhé. Em này được trang bị là bộ ghế da mềm này, đằng sau chúng ta sẽ có cổng sạc, có thêm cả cửa gió điều hòa nữa. Và mọi người nhìn thấy đấy, nói chung là về chất liệu nội thất của xe của Toyota từ ngày xưa đến giờ làm rất bền. Như chiếc này của em này 21.000 cây, hàng ghế thứ hai thì có gọi là ngồi rồi, nên là chúng ta sẽ có một cái độ nhăn cơ bản mọi người nhé. Nhưng để mà nói về phần độ đẹp của xe vẫn đẹp gần như mới luôn anh em ạ. Đó, anh em có thể tham khảo qua nhá. Đó, rồi. Còn đây là phần khoang nội thất phía trên mọi người ạ. Nói chung là điểm đặc trưng của Toyota như em nói ngay từ đầu ấy, đơn giản, dễ dùng, không có quá nhiều sự rườm rà. Như chiếc này của em đây,
được trang bị có màn hình này, zin theo xe từ đầu đó, điều hòa điện tử một vùng nhưng mà điều hòa mát nhanh lắm mọi người ạ, có cửa gió điều hòa sau ngồi một xíu là mát cứng người luôn. Trần mọng theo xe, zin hết này, mới tinh hết luôn. Trên xe được trang bị đầy đủ như cruise control tăng giảm lượng nhá, và phần ga lăng, phần vô lăng này cầm nắm rất sướng. Em này lăn bánh được 22.000 cây, mới lắm mọi người nhá, mới tinh luôn, có lịch sử bảo dưỡng hãng đầy đủ các hãng các cấp luôn. Anh em mua về chúng ta chỉ sẵn đi đăng ký là xong thôi đấy. Và em này chúng ta có thể mang đi kiểm tra thoải mái nhé, mọi thứ của xe đều là zin toàn bộ đấy ạ. Anh em nhìn cho em phần ghế này, ghế da của Toyota rất bền, rất căng mọi người nhé, rất căng luôn đó. Về phần nội thất của xe và ngoại thất đã khá ok rồi, thì bây giờ em mời chúng ta cùng nhau xem qua một chút xíu với em về phần khoang máy nhé, để chúng ta có sự trải nghiệm nhất định về dòng xe này. Em này thì được sử dụng là động cơ 1.8, động cơ chứ danh của Toyota ở Việt Nam rồi, nên là về phần độ bền thì không phải bàn nữa rồi. Động cơ này là sẽ nằm ở mức gọi là vừa phải nhá, đáp ứng đầy đủ thông tin. Và mọi người nhìn ra cho em rất là thích nhá. Không biết mọi người có để ý không, một cái chi tiết rất là nhỏ của dòng Toyota, đó là thiết kế ở trong này được thiết kế mở nhá, nên là chúng ta có thể nhìn rất rõ ở phía trong này, mọi thứ của xe được nhìn rất rõ. Đấy, từ phần keo chỉ phía trên này, ốc a cánh cửa này, nội thất ở trong, về phần rằng giật nhá, mọi thứ của xe đây được làm rất chắc chắn và rất mở luôn, nên chúng ta nhìn rất rõ. Và bản thân em Long đây là một người sale bán xe, và em Long cũng đã từng đi mua xe rồi. Em rất thích thiết kế của Toyota, đặc biệt dòng Cross như này, nhìn rất dễ nhá. Tất cả mọi thứ mọi người nhìn xem này, ốc này. Đấy, keo đuôi chuột của xe vẫn còn nguyên này. Đấy, nói chung là mọi thứ chiếc xe này của em Long là đều được cam kết rõ ràng văn bản. Nên là anh em mua xe về nhá, chúng ta có thể mang xe đi kiểm tra nhá, đi check lại bất kỳ đâu cũng được. Đại khái là mọi thứ đều có rõ ràng hết văn bản. Đó. Rồi, một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc tại Thái Lan, Toyota Corolla Cross bản 1.8G, sản xuất là 2021, lăn bánh được hơn 20.000 cây. Đang chào bán trong khuôn tài chính là 700. Anh em nào mà đang cân đối một chiếc xe đi gia đình nhá, có thể liên hệ với em qua số hotline dưới màn hình để chúng ta cùng nhau trao đổi nhá. Chào mọi người ạ.